Vâng, xin chào quý vị và các bạn. Tôi là Lâm Ngọc Hiếu. Trong video này, tôi sẽ viết tặng quý vị và các bạn một số bức thư pháp thảo thư trình bày theo hình thức chiếc quạt. Bức thư pháp thứ nhất, học hải vô nhai. Học hải là nói sự học như biển cả không có bờ, nghĩa là sự học mênh mông không bao giờ là đủ, nhưng cũng là nơi để thỏa chí cho những ai muốn học hỏi nhiều, muốn hiểu biết nhiều. Sự siêng năng của con người sẽ là bến đậu. Học mà siêng năng thì tìm ra bến đậu, tìm ra kết quả của việc học. Bức thư pháp thứ hai, chiêu tài, tiến bảo. Chiêu là mời về, là gọi về. Chiêu tài là mời gọi tài lộc về với mình. Bức thư pháp này phù hợp với những người kinh doanh, văn phòng. Tiến bảo, tiến là nhận. Tiến bảo là nhận vật quý, vật có giá trị. Chiêu tài tiến bảo, ý nghĩa là làm ăn, có lợi nhuận, có kết quả. Bức thư pháp thứ ba, thiên thuận, nhân hòa. Dịch ngắn là trời giúp, người giúp. Thiên thuận là thời cơ, tốt đẹp là điều kiện an lành. Như ta trồng cây thì có mưa để tưới tắm. Ta phơi thóc lúa thì có nắng để hanh khô. Nhân hòa là được lòng người. Trong bát quái và kinh dịch, tức là khách hợp chủ, chủ hợp khách, vạn sự hanh thông, làm việc gì cũng có người ủng hộ, động viên. Bức thư pháp thứ tư là thất nhã, hoa hương. Thất ở đây là nhà, nhã là nhã nhặn, nghĩa là nhà đẹp, hoa thơm. Ý nói nơi ta sống thanh bình, không gian lành mạnh, ngôi nhà đơn giản nhưng thanh tao. Cạnh đó là hoa thơm trong vườn bên dậu. Con người sống trong cảnh tươi đẹp và tao nhã. Có một đôi câu đối: thất nhã hà tu đại, hoa hương bất cầu đa. Nghĩa là nhà đẹp đâu phải ở cái chỗ lớn, và hoa thơm chẳng ỷ vào là nó nhiều. Vâng, rất cảm ơn quý vị và các bạn đã xem hết video. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở các video tiếp theo với những nội dung phong phú và thiết thực hơn. Luyện thư pháp Lâm Ngọc Hiếu tại Đền Và, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.